Xin chào, chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Ở video này, mình chia sẻ cho anh em cách sử dụng Wi-Fi miễn phí, không cần mật khẩu nghe anh em. Mời anh em theo dõi tiếp video ha. Hiện tại thì mình đang chia sẻ cho anh em trên điện thoại hệ điều hành Android nghe anh em. Bây giờ anh em vào cửa hàng Sectlay tải giùm mình ứng dụng này, Wi-Fi Master và cài đặt về máy. Để thiết lập được ứng dụng, bắt buộc anh em phải có mạng 3G hoặc 4G trên sim điện thoại của anh em. Bây giờ anh em bắt đầu mở điện thoại lên. Rồi, bây giờ anh em bắt đầu mở Wi-Fi lên. Mở dữ liệu di động. Mở dịch vụ định vị. Tiếp tục anh em mở Wi-Fi Master lên. Khi nó xuất hiện một cái thông báo là cho phép Wi-Fi Master truy cập vị trí của thiết bị này thì anh em chọn cho phép. Rồi, hiện tại thì mình đã kết nối với một Wi-Fi có sẵn anh em. Tiếp tục anh em sẽ nhấn vào chỗ là nhận thêm Wi-Fi miễn phí nè. Khi mà anh em chưa tìm được những cái Wi-Fi miễn phí ở xung quanh, anh em cứ nhấn vào chữ nhận thêm Wi-Fi miễn phí. Đến khi nào nó xuất hiện những cái Wi-Fi miễn phí ở xung quanh, như anh em đang thấy là Minh Khôi và Việt Theo Quỳnh Qua. Bây giờ mình sẽ kết nối với mạng Wi-Fi Minh Khôi nha anh em. Anh em sẽ chọn vào chữ kết nối. Rồi, hiện tại mạng Wi-Fi mình đã kết nối với Minh Khôi rồi, đã thành công nha anh em. Anh em lưu ý là không phải mạng Wi-Fi nào cũng bẻ khóa thành công. Tùy vào nơi ở và vị trí của anh em, có thể có nhiều mạng Wi-Fi hoặc là không. Và nội dung của video này mình cũng xin dừng lại luôn. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp. Xin chào.